chị không ra chị mua che giữ nhiệt. Hàng lúc đó quá. Không có mụn mà uống thuốc nó nở mụn lên gì đây. Dễ có sẹo. Thôi nhẹ chị thật đấy. Đấy à. Lần ba em đi nạn luôn phải không em? Dạ. Nam mới có mụn mới đi nạn á hả? Có mụn ẩn lao. Có mụn ẩn lao rồi. Hồi trước thì cũng có đi nạn rồi hả? Chưa. Chưa, bên Nam mới đi nạn lần đầu.
Trứng này đơn. Đi tao em nghe. Nãy không rồi, nhẹ quá nó không rồi. Cố lên. Đến này là phải chịu đau rồi. Cố sốc khi đi nặng mụn. Thôi lắng đi chị. Ui, đó. Ô hả, hiểu quá. Ô hả, hiểu quá. Ô tiền chị ưu tiền đâu có đi ưu tê giờ ưu ủ hết mạc luôn á anh ơi ưu đỡ đâu quá sốc mà rồi lên trên này. Kia anh trốn trên nạn mà. Ồ. Tụt nghĩ tụt nghĩ. Ừ, trời xí đó, xí rồi đi. Sao mà đi không được nghĩ. Mà cái tiếng giống thợ chị vậy ta. Bé nè.
đẹp quá, đẹp quá.